Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bác đã trở lại với Đồ Gỗ Sáng Trang. Hôm nay em Sáng rất vui lại được tiếp tục chia sẻ tới các bác một trong những sản phẩm, một tác phẩm đồ gỗ vô cùng tuyệt vời đã được cơ sở Sáng Trang làm trực tiếp tại xưởng của mình. Và như các bác đã biết rồi, với dòng Minh Đế Trúc, đặc biệt là chất liệu gỗ hương nào, vân đỏ đen, xưởng em làm rất nhiều các sản phẩm và cũng làm rất nhiều các sản phẩm hàng đặt cho các bác. Thì với mỗi một dòng gỗ cũng như mỗi một loại gỗ nó đều có tính chất khác nhau các bác ạ. Để nói về Minh Đế thì nó là một cái sản phẩm phải nói là hết sức tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các sản phẩm nội thất nhà Minh cũng như nội thất nhà Thanh thì mẫu ghế Minh Đế là một trong những mẫu ghế được nhiều người ưa dùng nhất. Đấy các bác ạ. Bất kỳ một cái nhà nào cũng như một cái cửa hàng nội thất nào Trung Hoa, người ta đều kê ghế Minh Đế. Và bộ ghế Minh Đế sẽ được đặt ở một vị trí vô cùng quan trọng cũng như trang trọng nhất của một cái nhà hoặc là một cái cửa hàng. Thì với dòng Minh Đế Trúc thì em Sáng làm tuân thủ trên rất nhiều các nguyên tắc các bác ạ. Minh Đế Trúc thì đặc biệt là tất cả các vị trí của ghế như các bác thấy này. Đấy, bắt đầu từ cái đế. Đấy, các bác để ý này, bắt đầu từ cái đế này. Cái đế này, đến cái chân này, cái yếm này, cái khung tranh này. Đấy. Cái tay, vai và toàn bộ chi tiết đều được đục những cái mắt, những cái mấu của thân cây tre, cây trúc. Là một trong những biểu tượng, là một trong những cái truyền thống văn hóa tinh hoa của người Việt Nam. Thì em Sáng vẫn nói mọi người rồi, một người làm nội thất đồ gỗ cũng như bất kỳ một dòng nội thất nào đó thì cái thổi hồn vào tác phẩm là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Và Minh Đế Trúc đã được em Sáng thổi hồn trên nền tảng nội thất Việt Trung các bác ạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái dáng ghế Minh Đế là theo truyền thống Trung Hoa. Còn tất cả các chi tiết đục những cái mắt, những cái mấu của thân cây tre cấu trúc thì là một trong những biểu tượng của truyền thống văn hóa của người Việt Nam từ ngàn xưa. Thì em Sáng rất vui bởi vì những sản phẩm như này đã được rất nhiều anh em cũng như quý vị tin dùng các bác ạ. Và đặc biệt được cơ sở bên em lựa trên nền tảng chất liệu gỗ hương nào các bác ạ. Thì với dòng gỗ hương nào, em Sáng vẫn nói với mọi người, nó có hai cái vân màu rõ ràng nhất, ví dụ như là màu vàng chanh, hai là vân màu đỏ đen. Thì để mà làm một cái dòng sản phẩm nội thất hoàn chỉnh thì các bác biết rồi đấy, đặc biệt là những sản phẩm mà đánh trần màu thì nó đòi hỏi từ khi mua gỗ pha phôi thì cơ sở Sáng Trang rất trau chuốt để ý, đặc biệt là cái vân màu cũng như tính chất của gỗ. Ví dụ tất cả các sản phẩm vân màu đỏ đen thì em Sáng sẽ làm nên một cái sản phẩm ghép lại với nhau để hoàn chỉnh một tác phẩm đồ gỗ. Chính vì vậy khi mà lên một cái sản phẩm thì nó rất đẹp thật sự là các bác ạ. Đây các bác thấy này, toàn bộ hiện tại cơ sở đồ gỗ Sáng Trang hiện tại có hai bộ Minh Đế Trúc gỗ đỏ đen. Đấy, hai bộ cặp ba các bác. Hàng là hàng tự do, cơ sở bên em vừa rồi xong 5-6 cặp cơ thì giao cho khách rồi. Thì còn hai bộ này là hàng tự do. Nếu các bác có nhu cầu về những sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 081 703 5555 hoặc qua kênh YouTube Đồ Gỗ Sáng Trang. Sớm đăng ký kênh để nhận được những sản phẩm, những tác phẩm đồ gỗ mới nhất từ cơ sở bên em các bác ạ. Đấy, thì với dòng Minh Đế Trúc này thì em Sáng vẫn làm tuân thủ các kỹ thuật. Đó là ghế thì có chiều dài 62 phân, chiều sâu là 50. Đấy, chiều sâu 50. Cái đôn này thì là có kích thước là 37, 47 các bác ạ. Đấy, thì đây toàn bộ mặt ván thì bên em là lắp mặt ván liền, lắp theo kiểu lắp ván tụt các bác ạ. Đấy, lắp ván tụt. Hàng sản phẩm vẫn còn để ngơi. Đấy, hàng tháo lắp đạt tiêu chuẩn hàng xuất khẩu thị trường Trung Quốc, là một trong những thị trường kỹ tính nhất nói về nội thất các bác ạ. Đấy, thì em Sáng, tại sao em Sáng luôn làm theo cái lối truyền thống nội thất Trung Hoa? Bởi vì em Sáng mong muốn tất cả những vị khách đến với em Sáng phải được trải nghiệm được cái sự chân thật nhất của sản phẩm các bác ạ. Đấy, khi nào các bác ok, các bác chốt hàng, em Sáng bắt đầu mới cho hoàn thiện gắn keo và hoàn thiện cho các bác. Để đảm bảo cái tính chất mọng, các bác hết sức yên tâm, em Sáng không làm thì thôi, đã làm là phải đẹp và mọng cực kỳ sắc nét các bác nhé, yên tâm cực kỳ luôn. Đấy, như các bác để ý này, từ những đầu tay này này vô cùng tuyệt vời, những cái mắt, những cái mấu này này, các bác thấy không? Bên em là cái tất cả các sản phẩm này là làm thủ công bằng tay hết các bác nhé, thủ công bằng tay. Đấy, không có một cái máy nào là có thể là đục được cả một cái vai, những cái mắt, những cái mấu này cả. Đây là những cái mà em làm thủ công bằng tay. Và đặc biệt riêng những cái bộ Minh Đế Trúc này thì cơ sở đồ gỗ Sáng Trang tuyển chọn những anh thợ đục
vô cùng khéo léo, chuyên sâu đục những dòng trúc, đặc biệt là ví dụ như Sập Ba Thành trúc này, Minh Đế trúc này, các bạn bàn trà trúc đấy, đấy là cái chuyên môn mà em Sáng luôn thổi hồn vào cái tác phẩm đồ gỗ. Với em Sáng cái chuyên... mỗi một người làm một khâu các bác ạ, để làm sao lên một sản phẩm hoàn chỉnh, nó đẹp và nó sang trọng đẳng cấp. Đây các bác để ý nhé, đấy cái đôn này bên em Sáng làm này rất đẹp, phải nói là từ trên xuống dưới này đều nhau. Đây là chân đôn này, đây chân ghế này, đấy nó đều nhau, đặt cạnh nhau thì hai sản phẩm nó phải đều nhau, đấy nó phải tương xứng nhau các bác nhé. Đấy tương xứng nhau thì ví dụ như kể cả những cái chỗ mà giáp chành đây này, quai túi này, nó phải cong tròn đều các bác ạ. Đấy cong tròn đều à, đấy thì hết sức yên tâm, bởi vì với em Sáng thì về mộng thì không có gì phải bàn cãi được, bởi vì em Sáng làm rất nhiều rồi và sản phẩm thì được cam kết bảo hành, cam kết bảo hành cho các bác. Đấy em Sáng vẫn nói vui với mọi người rồi, đấy nói bảo một đời người thì hơi quá, một đời người ba đời gỗ, chứ sản phẩm này nếu các bác mà cứ mua về sử dụng với cái mộng mà em Sáng làm đấy thì có 3-4 đời người không hỏng được. Đấy là một điều mà em Sáng cam kết với các bác, để các bác yên tâm về những sản phẩm. Đã là sản phẩm đồ gỗ chất lượng cao thì cơ sở đồ gỗ Sáng Trang, từ khâu mua gỗ pha phôi đến khi hoàn thiện sản phẩm cho đến khi trau chuốt tỉ mỉ đều rất cẩn thận các bác nhé. Đấy thì đặc biệt là với xu thế ngày nay, dòng nội thất Trung Hoa thì rất nhiều anh chị em, đặc biệt là khách nội địa Việt Nam mình yêu thích, bởi cái sự sang trọng đẳng cấp cũng như là cái dáng ghế nó rất dẻo các bác ạ. Dẻo là một cái, thứ hai là ghế Minh Đế thì bao giờ thế, thanh tao nhỏ gọn. Đấy thanh tao nhỏ gọn à, và đặc biệt nó tạo lên một cái không gian nội thất vô cùng sang trọng và nó không bao giờ lỗi mốt. Nếu như ai đã chơi những dòng ghế Minh Đế rồi, các bác biết rồi đấy, tính công năng của ghế Minh Đế nó rất tuyệt vời. Ở chỗ là gì, các bác có thể kê ở phòng khách này, phòng trà, phòng đọc sách đấy các bác ạ. Nó tạo lên một không gian đáng sống, phải nói là như vậy, nó phù hợp với tất cả những ngôi nhà đấy, từ những nhà cổ, nhà năm gian, nhà ba gian đấy, nhà biệt thự, nhà tân cổ điển, rồi cho đến nhà ống đấy. Cái quan trọng là gì, các bác set up làm sao một cái căn phòng nó phù hợp với cái bộ ghế Minh Đế các bác ạ. Đấy nó phù hợp. Nếu các bác muốn kê ở phòng khách thì các bác lên kê những bộ Minh Đế 8 món, 10 món. Còn các bác kê ở phòng ngủ, phòng trà thì các bác kê bộ 3 món. Đấy các bác ạ. Rất tuyệt vời, phải nói là như vậy. Đấy bên em Sáng làm, các bác để ý này, từ những cái vách này này, bao giờ em Sáng sẽ bổ cùng một cục gỗ ra. Đấy các bác thấy không, hai cặp nhưng mà tất cả vách đều giống nhau. Vách đều giống nhau từ những đường vân, đường chỉ, kể cả mặt ván này thế này. Mặt ván là xẻ nguyên một cây, các bác thấy xẻ nguyên một cây. Đấy, vân chỉ đen rất đều nhau, vân chỉ đen cực kỳ đều nhau luôn, rất đều nhau. Đấy thì tại sao các bác nhiều bác chơi đồ gỗ, mua đồ của em Sáng rồi, các bác yên tâm ở chỗ là gì, em Sáng rất tinh tế khi mà em Sáng đưa vào những sản phẩm. Ví dụ Minh Đế bên em Sáng làm mặt bao giờ thế, mặt bao giờ phải nguyên cây đấy, cùng một cây bao giờ thế, thì nó tạo lên một cái nét đẹp đối xứng nhau, từ tông màu cho đến vân màu nó rất đẹp các bác ạ. Và đây chỉ là một trong những sản phẩm em Sáng mới làm xong thôi đấy các bác ạ. Nếu các bác có nhu cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp ngay đấy, gọi càng sớm càng tốt, bởi vì những sản phẩm này em Sáng làm thì nó không có số lượng đấy các bác ạ. Và một lần nữa, đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang xin trân trọng cảm ơn các bác đã luôn quan tâm theo dõi đồng hành cùng cơ sở bên em. Chào thân ái.